Theo tài liệu hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế quyết định ban hành, Bộ Y tế đã nêu rõ các bệnh nền cần được theo dõi và điều trị tại bệnh viện khi mắc COVID-19. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người có 20 bệnh nền sau đây cần được điều trị tại bệnh viện khi mắc COVID-19 gồm đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và các bệnh phổi khác, ung thư, bệnh thận mạng tính, ghép tạng hoặc cấy ghép tế bào gốc tạo máu, béo phì, thừa cân, bệnh tim mạch, suy tim, bệnh động mạch vành hoặc bệnh cơ tim, bệnh lý mạch máu não, hội chứng Down, HIV/AIDS, bệnh lý thần kinh bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ, bệnh hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia, bệnh huyết học mạn tính khác, hen phế quản, tăng huyết áp, thiếu hụt miễn dịch, bệnh gan, rối loạn do sử dụng chất gây nghiện, đang điều trị bằng thuốc corticoid hoặc các thuốc ức chế miễn dịch khác, các bệnh hệ thống, bệnh lý khác đối với trẻ em, tăng áp phổi nguyên, thứ phát, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa di truyền bẩm sinh, rối loạn nội tiết bẩm sinh hoặc mắc phải. Bộ Y tế lưu ý trường hợp người nhiễm COVID-19 có các bệnh nêu trên và nếu đang mang thai, cần báo cho nhân viên y tế biết để được hướng dẫn, hỗ trợ. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.